Rồi chào anh em nha, sang sân khách đang lựa máy anh. Giờ đang thử nha anh em, đây là con 70. Giờ khách chốt một con máy đẹp nhất luôn nha anh em. Một con máy máy Thái. Để quay cho anh em xem. Đây ha anh em. Dạ máy này chắc làm xương xương chứ không có làm gì nhiều quá. Đây nè. Anh em nha, bây giờ bắt đầu chạy ra sau làm bảo dưỡng nha anh em. Con này chắc làm nhẹ thôi. Cái này có biển số luôn nha anh em. Con này biển số là 5793. Chào anh em, bây giờ em quay sơ sơ con này nha anh em. Giờ đang làm một số thứ để chuẩn bị cho máy này ha. Giờ đang đây còn cuốn ở đây. Cuốn còn đẹp cái này ha. Máy vệ sinh ra luôn. Này máy Thái. Máy Thái máy H0 đó. Có KH là máy Campuchia. Máy này là máy Thái, máy H. Rồi chào anh em nha, máy này đang hình như thay xích. Đó. À, sơn bông cuốn rồi, sơn sạch đẹp luôn. Rồi giờ mới đầu lên máy nha anh em, máy này về Lâm Đồng. Xong, cảm ơn em nhiều nha. Rồi đây là cái địa chỉ của công ty mình ha, là ở 167 quốc lộ 53, huyện Đồng Hồ, tỉnh Vĩnh Long á. Đây có số điện thoại. Thì công ty mình thì cách bệnh viện đa khoa khoảng chừng 800m ha. À, phía bên đó tòa nhà trắng trắng kìa, xa xa kìa ha. Rồi, cảm ơn mọi người nha.